Ây dồi, chị bạn trở lại với chơi lộ cáo nha anh em ạ. Thì là ngày hôm nay là mình sẽ làm thử cho anh em xem nhá. Hiện tại là rất là lâu rồi mình chưa hề làm thử anh em ạ. Với lại nhiều anh em cũng là comment ở phía bên dưới là anh Hậu ấy làm thử đi. Thì là ngày hôm nay đã đông đủ anh em ở đây và mình sẽ làm thử cho anh em xem cho chết anh em ạ. Nhiều anh em cũng bảo là mình quay với mến đi các kiểu đấy, nhưng mà hiện tại là mến ở chơi Hà Nội và dịch ra cái không về được anh em ạ, nên là mình không thể là mình quay được anh em nhá. Đây là anh em thông cảm anh em ơi. Hôm nay là sẽ có một món đó chính là đuôi chân bạch tuộc khổng lồ anh em ạ. Hôm nay là ăn chân bạch tuộc khổng lồ đít độ nhá. Ok anh em, hôm nay sẽ có món chân bạch tuộc khổng lồ cho chết anh em ạ. Anh em ơi, đây là bạch tuộc khổng lồ anh em này. Ở chân thôi, bên trong là mình mới luộc, mình mới sơ chế qua rồi. Nhá, đây mình sẽ cho nướng anh em ạ. Dưa chuột, và đây là có nấm hương, và đây là một bát muối mình mới thiết kế được, cái bát muối rất là đẳng cấp luôn anh em nhìn đấy. Đó. Này hơi bị ngon anh em ạ, cho sữa ông thọ và các kiểu đấy. Đây là có bơ. Thì đây là cái bếp mình mới mượn của thằng quen, thì là ngày hôm nay cho đây phải hết và nướng này trên đây anh em ạ. Bây giờ không nói nhiều đấy anh em ạ. Lên nóc nhà và nướng chân mực thôi. À quên, chân bạch tuộc anh em ạ. Phê phết, lâu lắm mình không lên đây anh em ạ. Nãy nó to lắm, nhưng mà sau khi mình sơ chế qua thì nó bị top đi. Hôm nay ẩm thực anh em nhá, đã cướp luôn anh em ạ. Yeah. Chơi với ông cáo là phải chất anh em nhá. Rồi, đây là khoét bơ anh em ạ. Chân bạch tuộc lướng sốt bơ luôn. Đó. Úi giời, sôi luôn này. Đó, phê chưa anh em? Em cái món này chưa? Thường thế. Chân bạch tuộc sốt bơ mà còn cái gì cái món này nữa. Hôm nay là mình cũng ăn thử cái chân bạch tuộc để lướng xem, lướng bơ anh em ạ. Đợt trước tỏi đấy, thì nướng bơ tỏi chắc phê nhỉ. Đợt trước còn nhớ là ăn một lượt hấp rồi đúng không? Ăn một lượt hấp rồi. Hôm nay là lướng, trước là luộc cái sao ấy nhỉ? Hấp, đợt trước là hấp nguyên con. Này. Úi giời. Bơ xèo 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 này. Mua cái mẻ này cũng rất là tuyệt vời anh em ạ. Thấy chưa? Cho ngập vậy thôi. Và tí này cho chân lên là lướng. Pích lích luôn trên lóc nhà anh em ạ. Cái bơ này thực ra mình rất thích anh em nhá. Nó thơm mùi sữa, nhưng mà mùi sữa pha với cám cò đấy. Nó rất là thơm. Không biết. Cho một tí bắt đầu nó dậy mùi hết lên đấy nhỉ. Này chơi lửa lọ đấy. Cái quét lên thôi anh em ạ. Nóng lắm. Rồi. Bây giờ thả từ cái chân mực vào anh em ạ. Xem cảm giác. Ui ôi chặt quá rồi. Chặt lôi rồi. Chặt. Ui nóng quá, nóng quá. Cái gì to thế? To mà. Bây giờ nó to nữa ấy. Đây là bây giờ quắt đi đấy. Này cho hết mẻ lên nướng anh em ạ. Ui ôi nóng quá. Cho hết rồi nhá. Ui nó bắn anh em ơi. Ui ui. Ai ui. Ui. Theo mình phải cho bé lửa thôi anh em ạ. Không à, nó bắn đau lắm. Biết nhỉ? Nó bắn được mấy phát rồi đấy. Ừ. Cái này nó cũng chống dính nữa anh em ạ. Cho ăn đây và lướng, ăn thử xem như nào. Được chưa? Anh em nhìn hấp dẫn chưa anh em? Một mâm luôn này. À cơm chưa? Toàn chân ngon đấy anh em ạ. Phê vai. Phê đít. Cà phê sao ăn cái này nó cũng ngập mồm mất đâu ạ. Ừ. Bây giờ thiết kế là lật qua đi anh em ạ. Đó. Đây lật này cho nhanh. Đúng không? Sắp chín rồi đấy. Tại vì bây giờ mình luộc qua rồi. Bây giờ chỉ cần hơi ấy thôi. Quên cả mấy kéo không dám không ăn nữa nhỉ. Nắng một tí đúng không biết. Nó phải nóng đúng không? Anh em nhớ chia sẻ cho mình em nhá. Em nhớ chia sẻ cho mình. Thử trải nghiệm xem như nào anh em ạ. Hấp dẫn phết đấy. Thích chưa? Nó ngon to này cơ mà. Ừ. Tí tao phải đánh chén cái chân này nghe. Tiền kỹ thì tao nghĩ mỗi thằng đôi đũa luôn. Ăn cái này mỗi thằng đôi đũa em ăn mới sướng. Ừ, không ngã đi thôi. Yên tâm. Nằm cái mâm à? Hả? Nằm cái mâm à? Thì bạn kinh vãi. Kinh vãi. Ngãng này chỉ có xác định được. Rồi, làm cái mâm anh em ạ. Không có gì đựng cái mâm, cho nó cái rổ nhé. Nghĩ sai, đừng cất đưa. Đúng là cấp sinh tồn nó khác nhỉ. Ừ. Đó, cái này chín rồi anh em này. Đã lên đây trước anh em ạ. Tí cái nào có chín này mình cho ăn đây. Thì cái này ăn tạm được thôi anh em ạ. Ui dồi, thơm vãi. Ngon tuyệt vời. Nóng lắm nhỉ? Nóng lắm. Ui. Một con lưỡi. Ngon quá. Thơm không? Thơm. Cực kỳ thơm luôn. Ui ui. Ăn cái gì đây? À, có nóng không? Nóng. Thơm thế. Thơm thật. Cái vỏ ngoài chắc giờ giòn lắm rồi nhỉ? Ui ui, gãy luôn. Giờ rút cái xương ra anh em nhá. Này đây có xương nẹp bằng tre anh em ạ. Mình tự nẹp ấy. Ấy xài. Đừng cất đưa. Anh em ơi, bây giờ mời anh em thưởng thức anh em nhá. Để xem như nào. Máy quay nó hơi trắng nhưng thực ra nó rất là đỏ và vàng luôn anh em ạ.
Ui, đây là loại nước sốt mà mình mới pha chế. Cay vừa thơm vừa ngọt anh em ạ. Mày ăn này nó mới vừa. Ướp vào nước bọt này. Ơi, tuyệt vời không ạ? Đổ vào chén thôi. Ủa, nuôi ra. Ngon vãi. Ê. Ăn với hoa quả trắng miệng anh em. Mà anh em nhá. Nóng quá hổ. Ngon. Nóng quá bạn này cầm cá thôi. Ngon. Đúng rồi, xoài nó khác rồi. Ngon. Ngon. Chấm này này. Chấm rồi. Đúng rồi. Ôi, nóng quá anh ạ. Mình rút cái thịt ra bắt ăn trải nghiệm như nào. Chín rồi anh em nhá. Đó. Rất đơn giản luôn. Ui trời sắt. Ui nóng quá. Nó to thật đấy anh em ạ. Ăn nguyên cái khúc này nó thuộc hàng thằng đẳng cấp ấy. Kéo trôi xuống giọt. Này nó chấm nhìn này, đi quay chấm này. Chấm gọi là quặn luôn đấy này. Ngọt thật đấy. Ui. Mời anh em nhá. Cắn mất cả que. À. Tuyệt vời không ạ? Thơm, ngon. Tuyệt vời quá em. Ngon rồi anh em ạ. Đi mời anh em nữa. Đi từ nhỏ cả một vũng dãi dưới kìa. Thôi đừng chơi bạn, bạn đã thèo lắm rồi. Lại xôi. Cho nữa ăn cho nhanh. Ngon nóng quá. Đó. À. Làm với nấm kim châm. Cho bạn xin nấm. Ngon. Chất bài, chất bài. Ua. Ngon quá. Yeah, nhìn này, anh em nhìn này. Đó, bí định trên đông nhà về thế này được hàng đẳng cấp anh em nhá. Ăn cái này mình sợ tuột mất răng lắm, tại vì nó dai quá. Ai hủy nó bắn ra thôi. Ngủ không ngất thôi. Ngon thật. Kể phải hàng thượng hạng rồi. Cay quá. Đúng kìa. BBQ dưới nóc nhà. Mời anh em nhá. Anh em cứ bánh chén đi. Anh em bánh chén đi. Đây rồi. Mình cứ ngồi thưởng thức anh em ạ. Cứ miếng nào nó chín thì là mình ra mình triển khai luôn. Nó hơi nhỏ tí nó quắt vào đấy. Nãy to cực luôn đấy. Ngon vãi. Ngon không? Rồi. Nóng. Nóng. Nóng ngon thơm giòn lắm. Tuyệt vời. Ngon. Bên ngoài giòn giòn bên trong nó dai ngon tuyệt luôn hộ. Thích thật anh ạ. Đó. Nếu các bạn cảm video này hay nhớ là bấm đăng ký kênh để hỗ trợ cáo nha. Hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo cáo. Chào cả anh em, bye bye, chào anh em nha. Còn thời gian nữa thì mình sẽ quay em Mến để đáp ứng sở thích của anh em. Tại Mến nó dịch quá. Ở chỗ dịch ấy, ở cái chỗ trung tâm dịch ấy, nên là mình không lên được. Anh em nhá. Không anh em nhiều, anh em cứ thắc mắc bảo quay chị Mến đi. Nó khó anh em ạ. Nó khó sự thật.